Xin chào quý vị và các bạn. Audio Hà Nội TV xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Emotiva Bass X LCR của thương hiệu Mỹ Emotiva. Thiết bị này được xem là một sự lựa chọn hợp lý để làm loa front hoặc loa center, sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho các audio file. Emotiva được thành lập năm 2003, nổi tiếng là một trong những thương hiệu audio hi-fi với những âm ly, loa đầu CD chất lượng. Và loa Emotiva Bass XLCR là một trong số đó, với vóc dáng nhỏ gọn và mang đậm phong cách truyền thống của Emotiva. Loa Emotiva Bass XLCR là mẫu loa center duy nhất trong dòng sản phẩm Bass X của Emotiva. Thùng loa được làm từ gỗ HDF với lớp sơn mài màu đen mạnh mẽ và được phủ lớp vinyl để chống xước. Mặt trước của thùng loa được cắt vát ở 4 góc và được gắn tấm e căng màu đen, vừa đảm bảo được tính thẩm mỹ cho sản phẩm, vừa hạn chế cộng hưởng và giảm nhiễu xạ hiệu quả. Loa Emotiva Bass XLCR là loa hai đường tiếng và được trang bị hệ thống 3 củ loa, gồm một củ loa tweeter vòm mềm đường kính 25mm và hai củ loa mid-bass đường kính 101,6mm. Những âm treble được củ loa tweeter tái hiện một cách chính xác và được kết hợp với nam châm neodymium từ tính mạnh, giúp cho những tín hiệu tần số cao được đáp ứng nhanh chóng và chuẩn xác hơn. Cùng với đó là hai củ loa mid-bass có màng loa polypropylene, có viền cao su bao quanh, hỗ trợ tái tạo những âm trung và âm trầm rất tốt, đem đến những âm thanh với độ trung thực, tự nhiên và không kém phần mạnh mẽ. Điểm đáng khen ngợi của loa Emotiva Bass XLCR đó là có thể phối ghép tốt với bất cứ âm ly nào, dù là cùng hãng Emotiva hoặc của hãng khác sản xuất, nhưng vẫn toát lên được chất âm riêng của loa Emotiva, đó là âm trường rộng, chi tiết và độ sắc nét rất cao. Thiết kế kỹ thuật này giúp loa Emotiva Bass XLCR có thể đáp ứng chính xác giờ tần số từ 80Hz đến 25kHz, độ nhạy 87dB và trở kháng 8 ohm, giúp mẫu loa center này phối ghép phù hợp với những âm ly có công suất khoảng 150W. Thưa quý vị, loa Emotiva Bass XLCR có thể sử dụng với nhiều tính năng khác nhau cùng mức giá mềm, chắc chắn sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho người sử dụng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!